Hello and welcome to Bình Hòa Primary School. Family and Friends 1, National Edition. Fluency Time 1, Lesson 1, Everyday English. Hôm nay lớp của chúng ta sẽ học bài Mỗi ngày đều học tiếng Anh. First, let's sing Hello song. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm good. I'm great. I'm wonderful. I'm good. I'm great. I'm wonderful. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm tired. I'm hungry. I'm not so good. I'm tired. I'm hungry. I'm not so good. Hello, 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 how are you? 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 Now, I have two pictures. You listen, point and say. Can you see two pictures? What they can see? Bây giờ cô có hai bức tranh. Các em hãy cùng lắng nghe, chỉ tay và đọc theo các từ vựng trong tranh. Let's go. Listen, point, and say. Jump. Sing. Write. Count. Can you hear four words? Now, let's move to the first word and repeat it. Các em có lắng nghe được bốn từ vựng không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe lại và lặp lại các từ này một lần nhé. Let's listen the first word. Jump. Jump. Nhảy. Sing. Sing. Hát. Write. Write. Viết. Count. Count. Đếm. And now, let's practice. I have four pictures. Look at the first picture. Can you see a teacher and some children sing? Now, let's practice the structure. Let's sing. Let's write. Let's jump. And let's count. Bây giờ cô có bốn bức tranh. Các em hãy cùng lắng nghe và lặp lại giùm cô nhé. Picture 1. Let's sing. Let's sing. Picture 2. Let's write. Let's write. Let's jump. Let's jump. Let's count. Let's count. Can you practice it? Các em có thể đọc chúng không? Okay, let's say and do. Count to four. Count to four. Let's count. One, two, three, four. Sing. Can you sing? Let's sing. Hello song. Hello, hello to everyone.
sing? It's a funny song. Các em có hát được không? Đây là một bài hát quen thuộc và vui. Write your name. Let's write your name. Can you write your name? Các em có viết được tên của mình không? Jump. Let's jump. Hãy nhảy lên nào. And that's the end of the lesson today. Thank you and goodbye.